Đóng cửa ngày giao dịch hôm qua 17 tháng 4, chỉ số hàng hóa MXV Index tăng nhẹ 0,13% lên 2.357 điểm, đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp chốt phiên trong sắc xanh. Thị trường nông sản và nguyên liệu công nghiệp đón nhận lực mua rất tích cực. Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn bộ các mặt hàng nông sản kỳ hạn tháng 7 niêm yết trên sở Chicago. Chốt phiên thì lúa mì tăng 2,13% lên gần 260 đô la Mỹ cho một tấn. Giá ngô cũng ghi nhận mức tăng hơn 1%, đóng cửa ở 252,9 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất trong gần 2 tháng trở lại đây. Để biết thêm các thông tin về thị trường nông sản, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện thành viên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Dòng chảy xuất khẩu ngũ cốc từ Biển Đen một lần nữa lại đứng trước nguy cơ bị gián đoạn, trong khi mùa vụ của Mỹ vừa mới bắt đầu gieo trồng nhưng lại có dấu hiệu chậm trễ. Do đó, theo tôi, giá ngô và lúa mì có khả năng sẽ đón nhận một đợt tăng mới vào quý 2 trước những lo ngại về nguồn cung. Trên thị trường nội địa ghi nhận trong sáng nay tại cảng Cái Lân, giá ngô Mỹ nhập khẩu được chào bán trong khoảng từ 7.650 đến 8.050 đồng cho 1 kg đối với kỳ hạn giao hàng quý 2 năm nay. Tuy tăng nhẹ so với ngày trước đó nhưng mà so với đầu tháng 4 thì vẫn thấp hơn khoảng 50 đến 100 đồng cho 1 kg.